là điều tất yếu. Và ngày hôm nay, chị đến đây quý vị, đó là một điều nhảy vô cùng sôi động. Không chỉ vùng cao, vùng thấp, vùng trung hay ngoài biển, tất cả mọi người còn đều có thể nhảy. Xin hãy chàng một tay thật lớn, cảm ơn hai người nhân. Dạ vâng ạ. Và ngay bây giờ thì xin được trân trọng mời quý vị, chúng tôi xin được một nữa giới thiệu với quý vị một trong những vũ điệu đặc sắc của dân tộc Giao, qua tiết mục múa Nhịp Xuân Bản Giao. Và chúng ta sẽ gặp gỡ các nghệ nhân người Giao của xã Quảng Nguyên, huyện Chính Mẩn, tỉnh Hà Giang.
quá tuyệt vời. Em ơi, mời em tiến lại. Vừa rồi là quý vị vừa đến với một cái làn điệu dân vũ của đồng bào dân tộc Dao. Thì bây giờ thưa quý vị, để mà nhận biết về các cái dân tộc thì đầu tiên nó là trang phục, thứ hai là ngôn ngữ tiếng nói. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu với quý vị là bây giờ nói là ăn cơm thì tiếng Dao mình nói là nói to lên một tí, ăn cơm nhé quý vị nhé. Nhà tháng là ăn cơm. Chứ còn uống rượu. Hóp tiêu. Ok. Bây giờ nói là em thích anh thì nói là có thích mưa. Cảm ơn em và thích anh. Vâng ạ. Xin cảm ơn em. Và lát nữa thì các chàng trai cô giáo, cô gái của người Dao sẽ tiếp tục quay trở lại phục vụ với toàn thể quý vị. Còn ngay bây giờ, thưa quý vị, chúng ta hãy đến với một không gian thật sự là sôi động hơn, tuyệt vời hơn. Và nếu quý vị nào có thể nhảy được cái điệu nhảy này với chúng tôi, với các nghệ nhân chúng tôi, hãy lên đây cùng với chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ tạo nên một không gian văn hóa của vùng cao. Chào năm mới thật sự là vui tươi, phấn khởi. Đó là một điều nhảy xuyên tan. Và xin mời các em hãy ra đây và xin mời âm nhạc. Và ai đã biết, ui, nhạc hay rồi đấy. Vâng, ai biết hãy lên đây với chúng tôi. Đừng ngại, hãy lên đây với chúng tôi. Xin mời các em. Âm nhạc ơi, cứ cho lên một tí để cho nó phấn khởi. Ui. Vâng, thưa quý vị, giao thoa văn hóa đó.